Chào mừng các nhà môi giới chuyên nghiệp đến với website talent.vn, ứng dụng đột phá trong quản lý bất động sản và đầu tư thông minh. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm và lưu tin bất động sản ở chế độ riêng tư để so sánh. Đầu tiên, bạn có thể tìm bất động sản ở trên các trang giao vật, các trang mạng xã hội như group Facebook, Zalo. Sau khi tìm được, hãy truy cập vào talent.vn, tìm đến mục đăng tin và điền đầy đủ thông tin của bất động sản. Tiếp theo, bạn click chọn lưu riêng tư để lưu tin vào mục riêng tư trong quản lý tin đăng. Tất cả các tin đăng trong mục riêng tư này chỉ hiển thị với riêng bạn. Để so sánh các bất động sản riêng tư này, bạn click vào mục tra quy hoạch, chọn xem tin bất động sản. Mặc định, trên bản đồ sẽ hiển thị tất cả các bất động sản của bất kỳ người dùng nào đăng tin ở chế độ công khai. Sau đó, trên bộ lọc thể loại bất động sản, bạn chọn bất động sản riêng tư và website sẽ hiển thị ra tất cả các quỹ bất động sản riêng tư của bạn ở trên bản đồ. Tại đây, bạn có thể kéo thả bản đồ để xem theo từng khu vực cụ thể và tiến hành so sánh để lựa chọn quỹ đất có giá tốt nhất cho khách hàng của mình. Ví dụ, khách hàng của bạn đang muốn mua bất động sản tại đường Lê Lợi, hãy zoom bản đồ đến vị trí đó. Tại đây, xuất hiện hai bất động sản gần nhau. Bạn dễ dàng so sánh các tiêu chí như giá tổng, click vào biểu tượng đồng tiền để xem giá trên mét vuông, click vào biểu tượng ghim để xem các tiêu chí như diện tích, số phòng ngủ, số phòng tắm, hướng nhà, hay click vào tiêu đề để xem chi tiết hơn về tin đăng. Bạn có thể bật, tắt lớp bản đồ quy hoạch để xem hiện trạng của bất động sản, cũng như biết được quy hoạch tương lai của khu vực đó có tiềm năng hay không, từ đó chọn ra bất động sản phù hợp nhất với khách hàng của mình. Nếu bạn là nhà môi giới chuyên nghiệp nắm trong tay hàng ngàn quỹ bất động sản và đang tìm giải pháp để lưu trữ thông tin thông minh, thì tính năng lưu tin riêng tư trên Talent.vn là một công cụ phù hợp giải quyết mọi khó khăn như mất thời gian tìm kiếm, so sánh các bất động sản trong một khu vực. Talent.vn là một ứng dụng mạnh mẽ trong việc quản lý bất động sản và đầu tư thông minh. Đừng ngần ngại khám phá và sử dụng các tính năng tuyệt vời mà trang web này cung cấp.